Xin chào mọi người, chào mừng người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị 9 căn nhà, một dự án rất là mới thuộc phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với những cái dự án này thì 9 căn nhà này nó rất là gần với trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, gần với lại chợ Sống, gần với ngã ba Ba La Hà Đông. 9 căn nhà này đã được hoàn thiện xong hết, đã bán 3 trên 9 căn, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Đường ngõ trước nhà như quý vị nhìn thực tế khoảng tầm 2m2 và cách với đường ô tô đi lại chỉ tầm 30m thôi. Giao thông tiện ích đi lại ngập tràn. Hôm nay Ngọc Ánh sẽ giới thiệu một trong những cái căn nhà này gửi tới quý vị. Với diện tích là 30m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Với cái căn nhà này thì hướng nhà là hướng Tây Nam. Ngoài ra ở đây thì có căn hướng Đông Bắc nữa mọi người ạ. Và với cái căn nhà này thì mặt tiền của ngôi nhà là 3m26, mặt hậu 3m26, chiều sâu 9m03. Với cái thông số nhà rất là chuẩn chỉnh, sổ đỏ pháp lý đầy đủ rõ ràng, đầy đủ giấy phép xây dựng, bao toàn bộ phí thuế sang tên. Với cái căn nhà này thì giá chào bán thấp nhất là 2 tỷ 200 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế, diện tích 30m, thiết kế và xây dựng 4 tầng. Phần mặt tiền của ngôi nhà đây, với cái căn nhà này thì toàn bộ ở đây tất cả các căn phần mặt tiền đều được ốp gạch granite mọi người ạ. Và với phần thiết kế cửa thì thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là lớp cửa kính đó, cổng nhôm kính. Mời mọi người theo em và khám phá cái căn nhà. Với cái vị trí căn nhà thì Ngọc Ánh xin nhắc lại, nó là thuộc phường Phú Lãm, quận Hà Đông, nó rất là gần với Đại học Đại Nam. Quý vị có con em nào đang đi học ở trường Đại học Đại Nam này, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, hoặc là ở đây các bác nào mà có đi làm ở khu vực loanh quanh quận Hà Đông hoặc là lên Thanh Xuân thì cái vị trí căn này khá là ok. Bởi vì sao? Nó đi ra tới cầu Trắng Hà Đông nó cũng rất là gần, nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 5km thôi mọi người ạ. Còn từ vị trí cái căn nhà này mà đi lên tới Văn Phú Hà Đông thì nó khoảng tầm 3km thôi. Nói tóm lại là hợp lý, cách với lại bến xe Nghĩa khoảng tầm 1,5km, giao thông đi lại nói chung là thuận tiện và giá chào bán thì cũng là ok, 2 tỷ 200 triệu đồng. Ngoài ra thì có những căn giá cao hơn một chút, 2,350, 2 tỷ 380, tất cả sổ đỏ đều đầy đủ rõ ràng. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà ở tầng 1 mọi người ạ. Thì với cái căn nhà này như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, chỉ việc xách vali về và ở ngay. Với cái phần hoàn thiện phần sơn này, gạch lát nền này, hệ thống trần thạch cao, thiết bị vệ sinh đều được hoàn thiện xong chỉnh chu cả rồi. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt riêng biệt từng căn rõ ràng. Đó. Với những cái dự án xây liền kề như thế này thì quý khách hàng, rất là nhiều quý khách hàng thắc mắc và hỏi em là những cái căn nhà này có xây chung tường không, thì Ngọc Ánh sẽ trả lời luôn, nó là tường 10 riêng biệt từng căn, cột riêng mọi người nha. Bởi vì ở bên em có những cái căn nhà đang vào xây thô và cũng có những cái hình ảnh để gửi cho tới quý khách hàng để mọi người hoàn toàn yên tâm. Giá chào bán cả nhà cả đất chỉ có 2 tỷ 200 triệu đồng, thiết kế 4 tầng mà 30m, như vậy cái diện tích tổng sử dụng khoảng tầm 120m, quá đã luôn mọi người ạ. Mọi người theo em vào phần phòng bếp của ngôi nhà với cái không gian phòng bếp thiết kế đây. Nói chung diện tích nó không quá lớn thì cái thiết kế thật sự để mà nói nó không quá xuất sắc. Nó không riêng biệt phòng bếp, phòng khách riêng, nhưng đây là cái phòng nó tóm lại là sử dụng cái công năng gọi là tạm ổn. Nó không xuất sắc nhưng có thể là cái công năng như Ngọc Ánh vừa chia sẻ tạm ổn. Cái tủ bếp thiết kế toàn bộ là tủ gỗ, mặt bếp thì ốp đá granite, xung quanh bếp thì ốp gạch kích thước 30-60. Nói chung là thiết kế đơn giản nhất để tối ưu chi phí, thì nên là cái giá thành đưa ra tới tay khách hàng nó hợp lý. Và đây, toàn bộ phụ kiện bếp đi kèm đây, chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa đó. Nước ở đây này, mọi người có thể nhìn thực tế, có nước sạch rồi. Ở đây là sử dụng nước sạch, điện lắp riêng biệt từng căn, từng công tơ một rồi. Đó, quý vị về chỉ việc sang tên mình và ở thôi. Ngoài ra, phía tầng 1 còn có một cái phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng cho mọi người bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên sử dụng 4 tầng của ngôi nhà, cửa nhà vệ sinh đây. Nói chung Ngọc Ánh review có sao thì Ngọc Ánh chia sẻ như thế thôi. Nhà mà có móp, méo, thóp, hậu hoặc là như thế nào đấy thì Ngọc Ánh cũng sẽ chia sẻ và mọi người cứ cân nhắc. Giá chào bán cũng là công khai, tất cả mọi cái pháp lý nó đều rõ ràng chuẩn chỉnh. Mọi người cứ yên tâm là cứ gặp em là sẽ mua được căn nhà ưng ý, bởi vì bên Ngọc Ánh có rất nhiều phân khúc nhà mọi người ạ. Mời người theo em lên khám phá tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà nhé. Thiết kế như sau: một phòng vệ sinh, một phòng ngủ. Ở trên phía cầu thang đây có một cái cửa sổ nhỏ nhỏ ô thoáng để lấy cái không khí vào trong đây. Và căn phòng ngủ này rất là vuông vắn, cửa sổ đấy mọi người này.
thiết kế đầy đủ ống chờ dây chờ và áp chờ điều hòa. Từ vị trí căn nhà này mà đi ra tới trường Đại học Đại Nam nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 800m thôi mọi người ạ. Gần với lại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, gần với lại trường Trung cấp Y, gần với bến xe Yên Nghĩa. Nói chung là rất là hợp lý, giá bán thì cũng vậy. Ngọc Ánh chia sẻ rồi. Thiết kế tầng 2 đây. Nói chung giản đơn mọi người ạ. Căn nhà có như nào Ngọc Ánh chia sẻ như vậy thôi nhá. Còn đây là cái cửa thông phòng của ngôi nhà. Thiết kế toàn bộ các cửa thông phòng đều là cửa gỗ. Nhà vệ sinh đây ạ. Nhà vệ sinh của tầng 2 khá là rộng, đầy đủ cho quý vị bồn cầu này, hệ thống sen tắm này, lavabo này. Đó, đầy đủ công năng, tiện ích, sử dụng theo từng tầng. Và mời mọi người em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nha. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự giống hệt như tầng 2, cũng gồm một phòng ngủ rất là rộng và một phòng vệ sinh. Với cái căn phòng ngủ này thì diện tích của nó khoảng tầm 15m2 mọi người ạ. Nó 15-17m gì đó. Xem ướng chừng, nhưng mà được cái phòng ngủ rất là vuông vắn. Căn nhà này thì về cái diện tích mặt tiền cũng như mặt hậu đều là 3m26, chiều dài 9m03. Thông số khá là ổn, khá là đẹp mọi người ạ. Đó. Đây, phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Tất cả những cái mà dự án Ngọc Ánh quay lên gửi tới quý vị thì đa phần nó là cái vị trí bất động sản nó quyết định lên cái giá thành. Căn nhà này với cái giá chào bán cụm này 9 căn thấp nhất là 2.2 tỷ thì nó cũng rất là hợp lý rồi mọi người ạ. Với cái vị trí ở bên này nó là thuộc phường Phú Lãm. Còn một số căn mà cái tầm tiền này thì có ở bên Phú Lương, Phú Lãm đó mọi người nha. Phú Lương và bên Yên Nghĩa nữa. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà, khám phá tầng cuối cùng của căn nhà xem thiết kế như thế nào nhé. Chia sẻ với mọi người toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà, thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite. Và trên phía tầng 4 thiết kế như sau. Một cái căn phòng riêng biệt, tất cả các căn phòng thì đều có cửa sổ thông thoáng hướng được ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng vào trong cái căn nhà. Hướng nhà là hướng tây nam. Ngoài ra bên ở Phú Lương này thì Ngọc Ánh còn một số căn nó là hướng đông bắc nữa mọi người nha. Đông bắc và đông nam vẫn còn. Đây là phần sân phơi và đây là phần để máy giặt. Đó, nói chung căn nhà thiết kế đơn giản, hợp lý về cái giá thành và về cái vị trí ngõ nông, cách đường ô tô chỉ khoảng tầm 30m thôi. Ngoài xin nhắc lại với mọi người, diện tích căn nhà này 30m, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, thiết kế 3 phòng riêng, phòng khách, phòng bếp, cách với đường ô tô rất là nông, gần với trường Đại học Đại Nam, giá chào bán thấp nhất từ 2 tỷ 200 triệu đồng, có những căn nhà 2 tỷ 380 triệu đồng, có những căn nhà 2 tỷ 420 triệu đồng, nó đều loanh quanh ở phường Phú Lãm này. Và các hướng thì nói chung là đủ hướng mọi người nha. Có căn mặt ngõ, mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983013403 hoặc 0888041414. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video sau.